Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 quy định giấy phép lái xe chỉ được cấp cho người tham dự kỳ sát hạch lái xe có kết quả đạt yêu cầu. Đáng chú ý, luật còn quy định chưa cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe đối với người vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ khi người đó chưa thực hiện xong yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ, tức là từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Nếu tài xế vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ bị phạt nguội, chưa nộp phạt thì sẽ bị từ chối cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe. Chỉ khi chấp hành nộp phạt vi phạm hành chính xong, tài xế mới được xử lý việc cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe. Cũng theo luật mới, 3 trường hợp giấy phép lái xe sẽ bị thu hồi. Đó là người được cấp giấy phép lái xe không đủ điều kiện sức khỏe theo kết luận của cơ sở khám chữa bệnh đối với từng hạng giấy phép lái xe. Giấy phép lái xe được cấp sai quy định. Đặc biệt khi giấy phép lái xe đã quá thời hạn tạm giữ hoặc hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật, người vi phạm không đến nhận mà không có lý do chính đáng cũng sẽ bị thu hồi.